cái thằng điên này, mày đi đứng kiểu gì đấy à? Muốn chết rồi đúng không? Đang yên đang lành, sống cuộc sống no đủ, vô lo vô nghĩ, ai mà muốn chết chứ? Hỏi gì mà hỏi bu thế? Đã xả rồi có to mồm, mày có tin ông đấm võ mồm mày không? Đấm à? Đấy đấy đấy, đấm đi, đấm mạnh vào. Vỗ cái thằng thần kinh, hết thằng cô hồn rồi mà Di Vương vẫn để cho một cái thằng âm hồn này làm liều ở đây à? Có ông thần kinh thì có ấy. Đang yên đang lành, tự nhiên mắc phải cái căn bệnh quái ác này. Tần ơi là Tần, sao số mày khổ thế này cơ chứ? Tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể rồi, chúng tôi khuyên cậu mau chóng quyết định. Nếu hóa trị kịp thời, có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Còn nếu để lâu, cái chết có thể đến sớm hơn bất cứ lúc nào. À, ăn thôi nào. Ôi, con dâu của mẹ nấu ăn ngon quá, toàn những món ngon mà tốt cho sức khỏe thôi. Dạ bác quá khen, chào mừng bác, mời anh ạ. Ăn đi con. Bác ăn đi ạ. Đây, ăn đi. Anh ăn đi. Cảm ơn em. Bác xem kìa, anh Tân hôm nay có làm sao ấy, cứ bị lịch sự một cách bất thình lình. Từ nãy đến giờ anh ấy cứ khách sáo với cháu thôi. Kệ nó đi, nó vừa mới ốm dậy nên là đầu ấy hơi chập mạch một chút thôi mà. Ăn đi. Dạ vâng ạ. Tân này, thêm bao giờ hai đứa mới định làm đám cưới để cho mẹ có cháu ấm mồng đây? Con nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Con đang nói cái gì đấy? Con xin lỗi bác, con hậu đậu quá. Anh xin lỗi. Mình chia tay nhau đi. Tân, con bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại nói lời chia tay? Anh xin lỗi. Mà anh chợt nhận ra tình cảm anh dành cho em không còn đủ nhiều nữa. Thế nên anh không muốn tiếp tục cùng em. Tại sao? Yêu em 7 năm khiến cho anh chán ngấy em rồi. Từ cách đi đứng, ăn nói, ngủ nghỉ, anh đều chán ngấy rồi. Thế nên anh muốn tìm một người mới, một người có thể cho anh một cảm giác mới mẻ hơn. Bác, con xin phép về đấy ạ. Kìa An, An, Tân, rốt cuộc là con bị làm sao? Con có biết một lời con nói ra ấy khiến con bé nó bị tổn thương như thế nào không? Mau đuổi theo con bé để xin lỗi nó đi. Bây giờ đến cả lời mẹ nói mẹ cũng không nghe nữa à? Mẹ, con sẽ từ chức. Mẹ nói cái gì? Mẹ không nghe lầm đâu. Con muốn nghỉ việc. Con không muốn ngày ngày cắm đầu cắm cổ làm việc ở công ty nữa. Con muốn nó tận hưởng cuộc sống. Cái thằng này, đầu óc mày bị thần kinh rồi. Trời ơi, sao tôi lại đau cái đầu thế này? Cậu Tân. Giám đốc, em đã cố ngăn cản rồi nhưng mà anh ta cứ cố xông vào ạ. Rồi, cô cứ ra ngoài đi. Vâng ạ. Nghe nói cậu chia tay gan rồi à? Tại sao? Bởi vì em chợt nhận ra em không yêu An nhiều như em nghĩ. Đơn giản như vậy thôi. Con bé đã làm gì sai à? Không,
Bỗng dưng em cảm thấy không vừa mắt. Trong khi mà ăn thế thôi. Chỉ thế mà cậu chia tay Gan? Có khi ấy, dù chỉ một hành động nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến cho cả hai không thể dung hòa nhau nữa. Thế nên em quyết định chia tay. Khốn nạn này! Tôi không ngờ cậu là loại đàn ông tồi như thế. Gan đúng là có mắt như mù. Yêu sai người trong vòng 7 năm. Từ nay cậu đừng có vác bạn đi tìm Gan nữa. Ta là người sắp chết, đâu dám mong cầu vào tình yêu. Tôi thả vô tình để em đau một lần rồi thôi, còn hơn là gieo hy vọng để vết thương mưng mủ đau âm ỉ cả một đời. À, lấy cho anh loại tương ớt cái. Trời, sao thế nhỉ? Ơ kìa, vào đi! Vào! Ui giời ơi! Đá đâm chán thật đi! Mày đưa cho anh cái gì đấy? Tương ớt. Này, tương ớt đấy à? Mấy hôm nay mày cứ bị làm sao ấy nhá? Cứ lơ nga lơ ngơ như người trên mây ấy. Em... Mày đừng có vì thằng khốn này mà đau khổ nữa. Em không yêu thằng này như thằng khác, cái việc cái gì phải lụy tình thế nhỉ? Yêu nhau 7 năm, nói quên là quên sao được? Anh có yêu bao giờ đâu mà hiểu? Cái con bé này, anh quên nhủ không nghe thì thôi, việc cái gì phải cáu thế nhỉ? Kính chào... anh Tân. Anh Tân, đây là... Đúng như những gì em nhìn thấy đấy. Đây là Bảo Linh, bạn gái mới của anh. Hello người đẹp. Anh Tân, chúng ta mới chỉ chia tay một tuần mà anh đã thoải mái nắm tay người khác như thế sao? Muốn gì anh chính là con người như thế đấy. Chẳng qua bấy lâu nay ấy, anh cố nín nhịn, che giấu đi mà thôi. Mà không hiểu sao anh có thể yêu em trong suốt 7 năm qua với một con người vô cùng nhạt nhẽo như này nhỉ? Cái gì? Anh yêu cô ta tận 7 năm cơ? Đúng rồi đấy. Em này, anh đang cảm thấy nuối tiếc vì chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn. Nếu như vậy thì anh không phải dành thời gian quá nhiều cho những thứ vô bổ và một con người nhàm chán như thế này. Anh ấy cứ làm người ta ngại. Rốt cuộc là hai người đến đây có mục đích gì? Thì tất nhiên ý là đến đây để giới thiệu người yêu cũ và người yêu mới với nhau rồi. Không đến lượt cô lên tiếng ở đây. Này, cô là cái thá gì mà bắt tôi là không được lên tiếng? Vì đây là quán của tôi, tôi có quyền mời hai người ra khỏi đây. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là chủ của một quán cà phê bé tí thế này thôi à? Đừng có mắc cóc ghẻ, đòi ăn thịt thiên nga. Cô tôi cái gì? Thôi em, đừng có tức giận. Tức giận quá là mất sinh đấy. Nể mặt anh, em tạm tha cho cô ta đấy. Hai người mau cút khỏi đây, cút mau. Ok, đi thì cũng được thôi. Nhưng tôi nhắc nhở cho cô nhớ, tôi và cô đã chia tay rồi. Nên ấy, cô bảo anh trai của cô đừng có làm phiền tôi nữa. Quá mệt mỏi rồi. Đi thôi em. Giám đốc, rõ ràng là tôi thấy anh vẫn còn yêu và quan tâm cô An nhiều. Nhưng mà tại sao anh lại nhờ tôi đóng giả người yêu, lại còn nói những lời làm cô ấy tổn thương đến vậy? Còn yêu thì sao chứ? Cũng đâu có thể tiếp tục được nữa. Cô không hiểu được đâu. Có lẽ đáng buồn nhất không phải là khi tình yêu kết thúc, mà là lúc mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng mà tình yêu thì vẫn còn. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi mong là cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Nếu như có ai tìm đến cô hãy liên hệ với tôi. Tôi nhớ rồi, anh yên tâm. Đi thôi. Con đang có vấn đề gì à? Hết đòi chia tay với Ghi An, rồi lại đòi bỏ việc.
còn vất vả cho công ty bao nhiêu năm qua. Bây giờ con muốn nghỉ ngơi không được sao ạ? Nhưng đấy là do một tay của bố con gây dựng. Bây giờ con không chịu tiếp quản thì ai sẽ là người tiếp quản đây? Nhưng mà còn My mà mẹ. My nó là phận gái đã đi lấy chồng. Hơn nữa ấy, nó cũng đã định cư ở nước ngoài rồi. Còn mà kệ, con đã quyết định rồi ạ. Trời ạ, tại sao tôi lại có đứa con như thế này chứ? Mẹ thích thì mẹ cứ đánh đi. Nhưng ý con là quyết, con thay đổi đâu ạ. Được rồi, nếu như con cố tình làm theo ý của con ý, thì đi ra khỏi cái nhà này đi. Mẹ không cần nữa. Chào mẹ con đi. Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con thà làm đứa con bất hiếu, cũng không muốn mẹ phải sống trong nơm nớp lo sợ như con. Mẹ yên tâm, con sẽ sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời thật vui vẻ. An, bác gái. Bác không biết thằng Tân nó bị làm sao, nhưng con cứ yên tâm. Cả cuộc đời này bác chỉ coi một mình con là dâu con trong nhà thôi. Thằng Tân mà dẫn ai về thì bác sẽ đuổi cả hai đứa chúng nó ra khỏi nhà. Dạ con cảm ơn bác, nhưng mà sự thật thì mãi là sự thật thôi. Anh Tân hết yêu con rồi. Anh Tân có người mới rồi bác ạ. E là con không có phúc phận được làm con dâu bác rồi. Sao con lại biết? Thì nhờ cậu con trai quý hóa của bác đấy ạ. Anh Duy, anh không được nói với bác gái như thế. Sao chào bác? Cậu nói sao cơ? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Thì ông nọ, Tân có dẫn người yêu đến là dàn mặt An, còn đay nghiến và móc mỉa cái An nữa đấy ạ. Con cứ để yên cho cậu ấy nói. Chuyện này tôi phải xử cho ra ngô ra khoai mới được. Nếu bác đã nhiệt tình muốn biết ấy, thì cháu sẽ không ngại tiết lộ một số thông tin cho bác biết đâu. Tôi đang lắng nghe đây, cậu nói đi. Theo như cháu điều tra thì người yêu mới của Tân tên là Bảo Linh, cấp dưới cùng công ty với Tân, mà chắc chắn là cái cô Bảo Linh kia là tiểu tam rồi, chen chân vào mối tình của Tân và An. Mà cái cậu Tân thì như nắng mặt đường, đi theo cơn gió tầm thường, lại buông lời chia tay An. Được rồi, đã vậy tôi sẽ cho người gọi con bé đi đến nhà để xử cho nó một bài học mới được. Đấy, bác cứ để cháu. Cháu cũng muốn góp một ít công sức vào phi vụ lần này. Thế còn em? Đến lúc đó, con chỉ việc xuất hiện để xem kịch hay là được rồi. À, cô đây. Anh này, anh làm cái gì vậy? À, cô là Bảo Linh đúng không? Phải là tôi. Tôi là thư ký của chủ tịch. Hôm nay chủ tịch đặc biệt dặn tôi đến đây đón cô về nhà riêng để tâm sự. Tâm sự? Đúng vậy. Nhưng mà để làm gì? Tôi đâu có quen biết chủ tịch đâu. À, tại vì là chủ tịch nghe nói giám đốc Tân đang hẹn hò với cô, cho nên là chủ tịch muốn tìm hiểu con dâu tương lai. Nếu cô không tin thì để tôi gọi điện cho chủ tịch nhỉ. Không phải. Người yêu tôi. Tôi mong là cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Nếu như có ai tìm đến cô, có ai liên hệ với tôi. Thôi được rồi, nhờ anh dẫn tôi qua đó nhá. Thì mời cô. Để xem cô còn vênh váo được bao lâu. Tôi nói cho cô biết nhé, cả đời này tôi chỉ chấp nhận mỗi cái An làm con dâu của tôi thôi. Còn những người khác ấy, không bao giờ tôi chấp nhận. Cho nên cô tự thấy khó mà lui đi. Kìa bác, cháu và anh Tân thật lòng với nhau mà. Là cô thật lòng với nó hay với tiền của nó? Sao bác lại nói cháu như thế ạ? Cô
cô còn trẻ trung như thế, kiếm đâu chẳng được bạn trai. Tại sao cứ phải cố tình chen chân vào hạnh phúc của người khác? Cô không biết là làm như thế thì sẽ không có kết cục tốt đẹp à? Bác, tiền tài danh vọng mà thằng Tân có được ấy, là từ bà già này mà ra hết. Bây giờ chỉ cần tôi nói một câu thôi là thằng Tân nó không còn gì cả. Để xem lúc đấy cô còn bám theo nó nữa không. Bây giờ vẫn chưa muộn để cô suy nghĩ lại đâu. Nếu không ấy, đừng trách bà già này. Bác, cháu xin bác tha cho cháu được không ạ? Thực ra là cháu với anh Tân không phải là người yêu đâu ạ. Anh ấy nhờ cháu đóng giả người yêu. Anh ấy nhờ cháu diễn một vở kịch thôi ạ. Cái gì? Diễn một vở kịch á? Cô ngồi xuống đây. Thế nó không nói với cô là có lý do gì à? Dạ không ạ. Anh ấy chỉ nói với cháu là giữ kín thôi ạ. Cái thằng chết tiệt này. Hay là cậu ấy có vấn đề gì khó nói à? Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại dẫn Linh về nhà thế ạ? Giám đốc, cô sao chứ? Sao con lại về nhà vào lúc này? Dạ, tại cháu sợ quá nên là cháu nhắn tin cho anh ấy ạ. Linh là người yêu của con, mẹ có điều gì cần nói thì mẹ cứ nói với con này, đừng làm phiền cô ấy chứ. Con thôi đi, người yêu á? Con định lừa gạt mẹ như một đứa trẻ con à? Linh đã nói hết với mẹ mọi chuyện rồi. Rốt cuộc là con đang có điều gì giấu mọi người? Con chả có điều gì giấu mọi người cả. Cậu Tân, cậu nói rõ mọi chuyện cho mọi người biết đi. Tôi không có gì để nói mọi người hết. Đi thôi. Cậu Tân, con bị làm sao đây? Giám đốc, mau gọi xe cấp cứu đi. Chuyện hôm nay tôi tạm thời bỏ qua, cô đi về đi. Tân ơi. Thật không ngờ mình rời xa trần thế rồi mà vẫn có thể nhìn được mọi người. Cái mồm. Anh Duy, anh làm cái gì đấy? Đánh như cậu ấy tỉnh ra. Đúng, đánh hay lắm. Mình vẫn còn sống à? Bác bảo bác đánh như cái nữa cho tỉnh luôn đi. Biết đau con. Cũng biết đau cơ à? Sao con lại ở đây? Rồi mọi người cũng ở đây là sao? Đang cãi nhau thì con lăn đùng ra ngất xỉu nên mọi người mới đưa con vào đây đấy. Thế là mọi người biết hết bệnh tình của con rồi à? Biết rồi. Bác sĩ bảo là con bị suy nhược, uống thuốc ngủ quá liều nên mới bị ngất xỉu. May quá, mọi người vẫn chưa biết. Xem lại đây, anh đã bảo là anh không muốn gặp em nữa rồi cơ mà. Con mới là con trai của mẹ. Không nói được câu gì tử tế thì im cái mồm lại rồi nằm xuống đi. Bác gái, anh Tân vừa mới tỉnh lại thôi, bác đừng có nặng tay nặng lời với anh ấy quá. Đấy, con đã thấy chưa? Con đã thấy nó quan tâm đến con như thế nào chưa? Thế mà con thì lại... Xin lỗi cả nhà một chút, cho tôi ngắt lời ạ. Vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ. Anh Tân, tôi có một thông tin quan trọng muốn báo cáo cho anh biết đây. Bác sĩ, để... Về căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của anh ấy, thì là... Ung thư phổi giai đoạn cuối? Anh ấy, bác có nghe nhầm không? Thật nó bị ung thư phổi. Bác sĩ, đây chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Anh Tân không thể nào mắc căn bệnh đấy được. Kìa mọi người cứ... Mọi người chấp nhận sự thật đi ạ. Tân, sao con lại giấu mẹ? Con lại chịu đau đớn một mình hả con? Con không muốn mọi người phải sống đau đớn, khổ sở qua ngày cùng con. An, em không sao chứ? Mọi người cứ bình tĩnh đã, đừng đau lòng quá. Bởi vì... Đúng rồi, bác sĩ đâu có yêu anh ấy đâu mà đau lòng. Bác sĩ đâu có mắc bệnh, đâu có sắp chết đâu mà hiểu được. Đúng.
Ừ thì cái mục đích của tôi muốn nói là ấy, anh Tân, anh không bị bệnh ung thư phổi nào cả, mà đơn giản chỉ là vì suy nhược, ho nhiều do hậu Covid thôi. Cái gì? Cái gì? Làm gì lâu thế nhỉ? Bảo Linh! Chuyện đã xong rồi, anh tìm tôi làm gì nữa? Linh đừng có nóng. Hôm nay tôi đến đây là muốn gửi lời xin lỗi đến Linh. Cũng tại tôi không tìm hiểu kỹ càng đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe và danh dự của Linh. Phải, cho dù anh có xin lỗi tôi hàng trăm hàng ngàn lần cũng không bao giờ đủ. Anh có biết là tự nhiên tôi bị chửi mắng, bị sỉ nhục, tôi tổn thương đến mức nào không? Hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Vâng, tôi biết lỗi rồi. Linh xinh đẹp như này chắc là có tấm lòng vị tha, tức là không chấp nhận kẻ tiểu nhân như tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thật chứ? Với một điều kiện. Linh cứ nói đi, làm được tôi sẽ làm. Cái này sẽ làm được thôi. Đấy là ấy, từ bây giờ đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Trân trọng cảm ơn anh. Đáng yêu thế nhỉ? Điều đấy thì anh không làm được đâu. Anh sẽ quyết theo đuổi em. Việc kiện cáo mẹ đã nhờ luật sư Hà rồi, con không phải lo nữa. Mẹ chỉ không ngờ là một người được ngồi lên ghế chức giám đốc như con ấy lại có lúc ngu ngơ như vậy. Thì con đang sống khỏe mạnh bình thường, tự dưng nhận được cái kết quả là sắp phải đi xa. Lúc ấy đầu óc của con hoảng loạn, cứ nặng trĩu ấy, con không suy nghĩ được gì mẹ. Thế tại sao con không nói với mẹ, không chia sẻ với mọi người? Tại con sợ mẹ đau đớn. Con thì giỏi rồi, thế con không nghĩ là nhỡ đột ngột con xảy ra chuyện thì mẹ sẽ như thế nào à? Thì mẹ sẽ đau đớn, ân hận, bởi vì không hề biết là con trai mình phải chịu đựng sự đau đớn ấy một mình, rồi nó sẽ theo mẹ dây dứt suốt cả một quãng đường dài đấy. Mẹ, con xin lỗi mà. Mẹ tha thứ cho con nhá. Con hứa là lần sau con sẽ không như thế nữa. Lại còn có lần sau nữa? Dạ không. Con hứa với mẹ, con sẽ sống khỏe mạnh, sống vui cùng mẹ đến 100 tuổi ạ. Chả bố anh ấy. Nhưng mẹ này, về phần chuyện của An ấy, bây giờ con phải làm thế nào ạ? Việc đấy con cứ để mẹ lo cho. Dạ. Đến chơi với bác là được rồi, còn mua quà làm gì nữa? Dạ, con mới đi siêu thị về, thấy người ta trưng đồ Tết đẹp quá, cho nên là con mua tặng bác đấy ạ. Con khéo chọn thật đấy. An, em qua chơi à? An này, bác biết là con vẫn còn giận, nhưng dù sao Tân cũng biết lỗi rồi. Nể tình nó suýt chết hụt một lần, con tha thứ cho nó nhé. Dạ, con nghĩ là con với anh Tân hết duyên rồi bác ạ. Mối quan hệ này chúng con không thể tiếp tục được đâu. Con không cần một người đàn ông mà chuyện gì cũng giấu giếm, không chịu chia sẻ với con đâu ạ. Bác biết, bác cũng giận nó khi nó giấu cả bác lẫn con. Nhưng xét về tâm lý của một người đang mang trọng bệnh thì bác lại nghĩ là nó làm như vậy là cố tình giải thoát cho con đấy. Vì nhỡ nó có xảy ra chuyện gì thì con cũng không bị ràng buộc bởi nó nữa. Dạ, thứ con cần trong tình yêu là sự đồng cam cộng khổ, chứ không phải thấy khó là bỏ đi như thế ạ. An, anh biết là em rất giận anh. Anh cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Anh cứ nghĩ việc mình làm là sẽ tốt cho mọi người. Nhưng vì anh quá ích kỷ, anh chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của mọi người. Đây ngàn lần, vạn lần là lỗi của anh. Để em tha thứ cho anh. Thì sau này anh sẽ đứa, dù có bất kể chuyện gì,
là chuyện nhỏ, chuyện lớn anh cũng nói cho em nghe, và không giấu giếm em một điều gì cả. Nếu như mà em không tin thì anh có thể thề độc. Anh thề nếu anh không làm được những điều anh nói, anh ra ngoài đường sẽ bị... Anh cứ nói lên duyên đi. Nói như vậy có nghĩa là em tha thứ cho anh sao? Em đâu có nói thế đâu. Em không cần phải nói gì cả. Chấp nhận đeo nhẫn của anh rồi thì đồng nghĩa với việc em đã tha thứ cho anh. Anh làm cái gì đấy? Làm vợ anh nhá. Cái gì? Em không thể nào vội vàng đồng ý như thế được. Em cần suy nghĩ. Bác gái nó còn ngồi ở đây mà anh... À không, bà già này không nhìn thấy gì đâu. Nếu em mà không chịu đồng ý, anh sẽ hôn môi em trước mặt mẹ luôn. Đừng có mà dọa em. Anh không dọa. Thôi được rồi, em đồng ý. Hả? Em nói gì cơ? Mẹ làm gì đấy? Cái tội đã nghe rõ rồi còn giả vờ như không nghe thấy gì, đáng bị đánh. An à, bác cảm ơn con nhé. Cảm ơn con đã tha thứ cho Tân. Bác mong là sau sự việc lần này ấy, thì hai con có cái gì phải cùng nhau chia sẻ, không được giấu nhau bất cứ một chuyện gì. Đừng có giận dỗi rồi lại nói lời chia tay. Trái tim của bà già này ấy, mong manh yếu đuối lắm. Dạ vâng bác. Lại còn bác à? Gọi mẹ. Ha ha ha.